Gói dịch vụ an cư PEI Canada, những đặc quyền định cư chỉ có tại Victory. Thứ nhất, hỗ trợ đưa đón gia đình tại sân bay khi vừa đến tỉnh bang PEI Canada. Thứ hai, hướng dẫn và giới thiệu khách hàng đặt phòng khách sạn Airbnb hoặc tạm thuê phòng có sẵn của gói an cư trong thời gian chờ để tìm mua hoặc thuê nhà. Thứ ba, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng nếu có nhu cầu mua nhà. Thứ tư, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết với cơ quan nhà nước tại Canada. Hướng dẫn gặp văn phòng luật sư định cư, hướng dẫn gặp văn phòng chính phủ, hướng dẫn mua SIM điện thoại, hướng dẫn đăng ký số SIM, hướng dẫn đăng ký thẻ bảo hiểm y tế, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, mở thẻ debit credit, hướng dẫn đăng ký trường học cho các con, hướng dẫn tìm hiểu về cộng đồng và văn hóa chung, cung cấp bản đồ đường phố, hướng dẫn tìm hiểu và sử dụng các lộ trình xe buýt, các tuyến tàu điện ngầm và các phương tiện công cộng di chuyển ở PEI Canada, giới thiệu lớp tiếng Anh cho khách hàng và gia đình, giới thiệu và hướng dẫn nộp đơn học hoặc thi bằng lái xe, hướng dẫn cách thức mua xe, hướng dẫn mua nội thất, hướng dẫn đi supermarket để hòa nhập cuộc sống ban đầu. Thứ năm, hướng dẫn tư vấn mở và hoạt động doanh nghiệp trong 2 tháng đầu kinh doanh để đáp ứng điều kiện xin thường trú nhân kia. Thời gian thực hiện và hình thức thực hiện tất cả các thủ tục nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình phòng chống dịch COVID tại Canada do chính phủ quy định. Khách hàng cùng Victory sẽ phải linh hoạt thích ứng theo các quy định từ chính phủ Canada đề ra.